của bánh mì á, tiệm của em á là cái hình tròn, ổ tròn, rồi cái bơ, cái pate nè là ngon nhất nè, rồi gà nè, đồ chua. Dạ đúng rồi, tất cả đều là nhà làm. Khác với loại bánh mì truyền thống có hình dáng thon dài thì bánh mì cóc lại có hình tròn, nhưng bên trong được chế biến theo công thức đặc trưng của riêng cô Bích, chủ tiệm bánh mì. Gà xé và pate là hai nguyên liệu tạo nên sự riêng biệt của bánh mì cô Bích, thu hút rất nhiều thực khách đến với tiệm của cô. Dạ, giờ bán của em là từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới 8 giờ rưỡi tối ạ. Pate, bơ, gà, chả lụa, xá xíu, đồ chua với leo hành ngọt, 18 ngàn một ổ ạ. Có nhiều khách ăn mà 25, 30 cũng có luôn á. Dạ, từ năm 95 tới hiện tới nay là cũng phải 26 năm. Ba với mẹ bán là bán từ sáng sớm, là từ 4 giờ sáng là nó ra đây mở cửa tiệm rồi, xong bắt đầu sửa soạn này này kia tới 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là bắt đầu có bánh, là bắt đầu mới làm, bắt đầu bán cho mấy đứa học sinh nó đi học trước. Ăn cũng nhiều năm lắm rồi, nói chung là không nhớ nữa, tại vì hồi xưa là bán góc đó, giờ lên đây luôn. Cũng lâu quá, hình tử ra mình không nhớ đâu. Ngon lắm, giá cũng bình dân. Nói chung nhà mình hay ăn bánh mình cóc tròn á, mình thích cái đó. Thì gia đình chiều chiều thường về có khi mua 3 ổ với em. Có thời gian thì khi ngày nào cũng ăn, có khi thì tầng 2-3 lần vậy đó. Độ giòn của bánh mì cóc hòa quyện cùng với từng nguyên liệu được kẹp bên trong rất kích thích vị giác của người dùng. Bánh mì cóc có đường kính khoảng 12cm, ruột bánh ít nhưng thơm mềm. Tiệm bánh mở bán từ 5h30 phút sáng đến 20h30 phút mỗi ngày. Bán tầm hơn 5 năm rồi. Thứ nhất là bánh mì, cái là cái thứ hai là gà, là nó cũng lạ lạ mày, nó đỡ ngán, nó ngon hơn bánh mì dài. Tùy bữa thôi, thì vô 4-5 ổ cũng có, 2-3 ổ cũng có. Bây giờ đang mua về cho gia đình, tính mua 3 ổ, nhưng mà nói nãy bà xã nó mua 2 ổ. Sau 26 năm bán bánh mì, đến nay các con của cô Bích cũng đã tiếp nối nghề bán bánh mì của mẹ. Dạ, vừa học xong nó tốt nghiệp cấp 3 là em ra đây bán luôn. Dạ, cả gia đình luôn á chị. Mọi người cũng ra phụ luôn, tầm 5-6 người. Người trong nhà làm phụ nhau không à, hay phiên nhau bán á chị. Tiệm bánh mì cô Bích ở địa chỉ 112A Nguyễn Thới Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.